vị và các bạn nha. Hôm nay lại sang vườn Nhật Cường của Loa. Ở cái góc vườn chỗ này rất là nhiều cây, rất là hay. Nhưng mà thường anh em vào thì là thường ở các cái sự kiện, các cái chương trình giao lưu, nên là không hay để ý đến cái cây trong cái khuôn viên này, cái góc này. Hôm nay thì có thời gian rảnh rỗi, Hà Nội hôm nay đã hết mưa, tôi sẽ lại đi quay ghi hình những cái cây cho anh em chiêm ngưỡng, như là nắm được cái thông tin cây trong các cái nhà vườn để chúng ta giao lưu. Có một cái cốt xanh rất là già, rất nhũn, khá là lùn. Cây này là của ai đấy nhỉ, Nhật nhỉ? Cái này của anh Kha. Tiềm năng đấy. À, góc chỗ này là có một số cây của anh Kha. Bề đá rất hợp với lại trồng súng. Đây này, cũng có một cái cây rất là tiềm năng nữa, đang bắt đầu vào bông. Phúc, theo quan điểm của tôi thì vào hơi ép, nên là cái cổ nó tương đối là cứng. Đây là cái cổ mà chuyển giật được 2-3 lần, 2-3 nhịp vắt đi vắt lại một chút mà lên thì nó đẹp hơn đâu, hơi cứng đấy. Cột giả khiếp. Rất già luôn. Đây cũng là một tác phẩm hoàn thiện rồi nhưng mà vẫn đang điều chỉnh lại một chút. Chúng ta vẫn đang nhìn thấy rất là nhiều cái va bít đang co kéo điều chỉnh lại. Cái cây trên đá, cây này mà cắt ra cũng rất là đẹp đấy. Lần điều chỉnh này là khá là mạnh tay. Wow, đây cũng có một cái trực hay không này. À, đầu xuân, cây thì bắt đầu là đâm chồi nảy lộc. Lá non thì đang bật. Nên là thường thường là anh em hay để đến khi bắt đầu là ấm cây thì mới tiến hành cắt sửa. Còn ở thời điểm này thì gần như là cứ để cho cây nó phát triển tự do. Cây này rất tiềm năng nha, trực nhưng mà rất hay. Cái bệ thì nó hơi kém một chút, còn là nuôi. Nhưng mà thân thì lại rất là gai, nhiều nu. Cổ chuyển đẹp. Đây cũng là một cái cây khá hay này. Nó có một cái dáng gì đó, nó khá là yêu, dễ nhìn, có một cái sự mềm mại nhất định. Cái phôi này cũng hay này.
rất là nhũn. Có lẽ là trước ở đây nó hoàn thiện là cắt chuyển cổ ra phía sau lắc. Cái này cũng rất là hay này, cái rất mềm, thân chủ rất mềm, một vài vị trí ví dụ như cái thân như thế này thì nó tương đối là cứng, nhưng mà chúng ta muốn để cho nó méo đi thì phải chờ hoặc là ép các cái mầm vào đây, vào những cái điểm này thì sau này mình nuôi nó sẽ lại méo ra. Còn nếu mà không để là nó cứ cứng mãi. Về tổng thể thì cái đường thân chủ nó chạy rất đẹp. Và bố cục cái này cũng đẹp. Và tỷ lệ về chiều cao với cả cái bề ngang rất là hợp lý. Ồ, chứng tỏ dãy chỗ này rất nhiều cây tiềm năng. Khá là hay ho. Chuẩn bị là sẽ diễn ra rất nhiều các cái cuộc triển lãm và trưng bày cây, như ban tổ chức các tỉnh và một số anh em cũng chia sẻ thông tin. Sắp tới thì mời quý vị các bạn là nghe ngóng thông tin trên kênh Nghệ Thuật Bonsai. Đã có các cái cuộc triển lãm thì tôi sẽ thông báo lên trên group, trên mục cộng đồng của kênh để cho quý vị cùng nắm được thông tin, chúng ta cùng đi chiêm ngưỡng các tác phẩm tại các cuộc triển lãm trưng bày. Tại vì có lẽ là bây giờ dịch thì cũng đành phải chấp nhận là sống chung với lũ, và chính phủ và nhà nước thì cũng đang mở cửa gần như hoàn toàn để cho mọi hoạt động kinh tế được hoạt động trở lại. Nhà vườn Nhật Cường thì ở đây có 5-6 anh em cắt cây, nên là mỗi người có một cái góc cây. Cái này có một cây trực cũng khá là đáng yêu, đặc biệt là cái bệ cực kỳ là lực, nhũn già tương đối thôi, nhưng mà nó lại đặc, tương đối là đặc và nó chảy. Đấy. Đặc biệt là đường thân chạy, đường thân cổ chạy rất mềm. Đây cũng có cái cốt xì này, trông khá là hay. Cái nuôi những cái này thì một thời gian nữa nó biến hóa này cũng không phải đơn giản. Đó là chơi cây thì nó cũng có nhiều cách, có thể dựng từ những cái phôi rất là sơ khai và non như thế này, nhưng mà nó làm sao có những cái đồ những cái nó tương đối là dị dị một chút thì sau này mình nuôi nó có công. Đây có một cái cốt xanh già lắm, rất là già luôn. Tôi nhớ không nhầm thì cái này có một thời điểm trước cũng của bạn cụ anh, có một lần tôi cũng đục giúp bạn ấy một đoạn vài chỗ mới lấy về. Tốt già, không biết cái này bây giờ là của ai. Là kinh khủng luôn. Đây cũng là cái cây mà bạn cô anh bạn mua. Lúc đầu thì cứ tưởng nó là xanh ngâm điền,
sau này khi mà nó mọc ra là ra mầm thì nó lại là cái cây xanh ta. Và cái cây xanh ta này thì có một cái điểm khá là dở, chính là cái chất lá nó hơi kém. Thấy là cái đuỗng dầm nó dài, rất dài. Còn lá nó dài luôn, vừa dài vừa to. Nhưng mà cây thì già kinh khủng khiếp. Đây mà Nam Điền thì chắc lại con số không nhỏ. Đây cũng còn khá là nhiều những cái cồn cây to lực. Ở đây có một cái cây si, chắc là nhiều anh em nhận ra đây là cây si mà anh Tấn Thắng mua của ông Nguyễn Gia Thọ. Đấy, và anh ấy Thắng thì để lại ở đây chăm sóc và cho tôi tạo tác. Đây là bạn cô anh thì đã mang cây này về vườn Nhật Cường để đấy nó không ra nó tốt hơn chăm nuôi. Hôm đấy thì quay nó không được kỹ lắm, này sẽ quay kỹ cho quý vị các bạn xem thôi. Đấy, cây okay, si đường nét thì cực kỳ là dị, rất nhiều là vai nhà đầu. Cây này tương đối là to đấy, cao hơn 1 mét, không phải là thấp đâu. Đấy, đường thân nó chạy này mà quá là kinh khủng luôn. Mà anh Thắng hôm mua của ông Thọ là một cái giá rất là ưu đãi, giá rất hợp lý mà ông Thọ để giống như là một món quà tặng cho anh Tấn Thắng. Rất tiềm năng luôn. Cái này sẽ nuôi trong vòng 1 năm nữa, 2 năm nữa thôi thì cái này nó cũng kinh khủng khiếp đấy. Bị nhìn thấy nó à không, độ méo thân nó khủng khiếp. Chỗ này là cái vị trí là khá nhiều cái điểm dị, dữ liệu cái này thì quá là nhiều luôn. Chỗ này thì tôi đang tư duy có thể sẽ phải bỏ bớt, có lẽ là sẽ cắt bớt cái bỏ cái rễ này đi để cho cái thân hoành nó chạy thoát hẳn ra. Và sau này còn nghiên cứu bỏ thêm một vài vị trí nữa, có thể khớp co kéo lại các cái vai này đang quanh lên, khớp chỉnh lại hết. Để ông Thọ thì đang làm theo phương pháp uốn, còn anh em Sài Gòn thì muốn để đây để làm cắt giật, cắt chuyển. Nên là có lẽ tới đây tôi cũng sẽ cắt về làm lại. Đấy. Đây là anh Thắng cũng để lại ngoài Bắc này 2-3 cây để cho tôi tiện chăm sóc, cho bạn cô anh chăm sóc, còn tôi thì sẽ tạo tác. Cái này cũng là của bạn Quốc Anh để trên vườn mãi mang xuống đây. Chỗ này có cây này của bạn Phúc Đá. Bạn ấy nói là tên là Nguyệt Ảnh gì đó. Có cái bệ khá ấn tượng. À đây có một cái cây mà hôm tôi cũng phá tương đối là nát, cũng mang về đây để chăm nuôi. Cây này thì làm đá đây, chênh vênh trên một cái mỏ, cái viên đá nằm ngang. À, bạn Phúc bạn đi làm mà chưa đến
thời kỳ tháo, bây giờ đang nuôi để dưỡng rễ, nuôi rửa rễ. Góc chỗ này còn khá là nhiều cây đấy, trong vườn Nhật Cường thì có đến hàng nghìn cây, nên là hôm nay là chia sẻ thêm cho quý vị một chút cái góc cây chỗ này đấy. Quý vị anh em nhớ đến vườn Nhật Cường thì tham quan trực tiếp, rất là nhiều điều thú vị, nhiều đồ để cho anh em lựa chọn. Quý vị như đăng ký kênh để theo dõi các cái chương trình mới đây. Sắp tới đây tôi còn đi tham quan, chia sẻ hình ảnh rất là nhiều cái vườn đẳng cấp ở trong miền Trung và miền Nam. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo.